chào quý vị và các bạn. Bản tin thời tiết cuối ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được mở đầu với thông tin về tình hình mưa lớn và lũ trên khu vực Bắc Bộ. Từ đêm nay kéo dài cho đến ngày 3 tháng 8, tức là thứ hai tuần sau, ở các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Dự kiến tổng lượng mưa đo được ở khu vực Đông Bắc là từ 50 cho đến 100mm, những nơi thuộc Quảng Ninh, Hải Phòng còn đạt tới từ 100 cho đến 150mm. Tại khu vực Việt Bắc là từ 100 đến 300mm, khu vực Tây Bắc từ 200 đến 300mm, có nơi còn trên 400mm. Một vài nơi thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa dông với lượng dao động từ 50 cho đến 100mm. Từ nay cho đến ngày 4 tháng 8, trên hệ thống sông Hồng Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 2 cho đến 3 mét. Mực nước sông Thao tại Yên Bái đạt mức báo động 1, sông Thương tại Phủ Lạng Thương ở mức báo động 2, sông Cầu tại Đáp Cầu và sông Lục Nam ở mức báo động 1, sông Đà tại Mường Tè ở mức báo động 2. Bên cạnh đó, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là ở Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai được cảnh báo ở mức cấp 2. Do thời tiết nhiều mây có mưa cùng với độ ẩm trong không khí cao, nên nền nhiệt độ tại Bắc Bộ tiếp tục mát mẻ với thấp nhất về đêm và sáng từ 22 cho đến 25 độ, cao nhất ở ban ngày hầu khắp ở dưới ngưỡng là 30 độ. Những vùng có mưa nhiều thì chỉ còn dao động xung quanh ngưỡng từ 26 cho đến 28 độ. Phải bắt đầu từ ngày 5 tháng 8, tức là khoảng từ thứ Tư giữa tuần sau, thì đợt mưa lớn này mới có khả năng suy giảm nhanh tại các tỉnh thành miền Bắc. Từ nay cho đến lúc đó thì quý vị và các bạn nên cập nhật liên tục các bản tin dự báo của chúng tôi để có những thông tin kịp thời và chính xác nhất, chủ động có phương án phòng chống và ứng phó với những hiện tượng thiên tai nguy hiểm. Đối với các tỉnh ven biển miền Trung, thời tiết tại Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục nhiều mây và có mưa trong hôm nay và hai ngày tới. Trong đó, tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Từ ngày 4 tháng 8, thì mưa cũng có xu hướng giảm nhanh tại khu vực này, nên nhiệt độ sẽ tăng chậm trở lại. Riêng ở các tỉnh Nam Trung Bộ, từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận, vẫn duy trì với kiểu thời tiết ổn định. Với trời phổ biến là có mây thay đổi, mưa rào xảy ra cục bộ vào lúc chiều tối. Nhiệt độ trưa chiều tại đây sẽ cao hơn ở các nơi khác ở miền Trung, phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực còn lại thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu sự chi phối của đới gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên trong 3 ngày tới sẽ có mưa rào và dông rải rác. Thời điểm mưa xảy ra trong khoảng chiều tối và đêm, khuyến cáo người dân về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông sét và gió giật mạnh thường tiềm ẩn trong mưa dông. Chế độ nhiệt và ẩm tại các tỉnh thành phía Nam sẽ biến động không nhiều, dao động từ 26 cho đến 29 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ đối với các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, trong những ngày tới, gió mạnh sẽ giảm dần ở vịnh Bắc Bộ, chủ yếu thịnh hành gió Nam phổ biến với cường độ là cấp 5. Tuy nhiên, thì mưa dông tiếp tục duy trì, nên bà con ngư dân cần cảnh giác với tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Trong khi đó, trong cả 3 ngày tới, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa phổ biến là có mưa vài nơi, gió thổi trung bình và ít gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Riêng ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, khả năng tăng mưa dông hơn dưới diện rải rác. Khuyến cáo tàu thuyền về tầm nhìn sẽ giảm vì khả năng có tố lốc và gió rất mạnh trong mưa dông. Như vậy là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trong 2 ngày tới, đề phòng sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Từ ngày 4 thì mưa bắt đầu có xu hướng giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác vào lúc chiều tối và đêm, cần đề phòng khả năng có gió rất mạnh trong mưa dông. Bản tin thời tiết cuối ngày 1 tháng 8 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào bản tin thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày mai.